Chào bà con cô bác nha, hôm nay ngày 15 tháng 5 nha. Cái máy của Trung Quốc nha, máy Trung Quốc. Còn tên máy thì mình cứ đọc mấy dòng Trung Quốc này thì nó cứ lên tên máy sao mình đọc vậy nha. Tên máy là X3 Pro. Còn những cái RAM này nó hoàn toàn là ảo nha. Dòng Trung Quốc là không có cây nào mà RAM 16GB hết. Tên máy là Boco nha, Boco. Cây này bán 300.000 nha, 300.000 cây Boco. Còn cây màu tím, cây này cũng dòng máy Trung Quốc luôn. Tên máy là HD gì đó. Nó máy Trung Quốc thì nó để tùm lum tên đó. Cây này là màn hình đẹp nha, cây này bán 300.000 luôn nha. Đổ đồng giá là ba cây Trung Quốc nha. Còn cây này thì tên V-Mobile, cũng dòng máy Trung Quốc luôn, cũng bán có 300.000 thôi. Đó, 300.000 bán giá nghe gọi 300.000. Loa Bluetooth thì cứ 100.000 một cái. Đó, loa Bluetooth 100.000 một cái nha. Đó, nhạc là kết nối không dây qua điện thoại luôn. Kết nối không dây khỏi cần dây, kết nối Bluetooth là qua điện thoại nghe nhạc luôn nha. Có 100.000 hàng còn mới nha, thanh lý. Cây compact nha, cây compact. Compact này thì nó có thương hiệu nha, tên V039 nha. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Máy nhỏ gọn cũng rất là đẹp luôn. Android thì có 5.1 thôi. Android 5.1 bán 300.000 đấy nha, 300.000 cây compact. Còn Asus nha, Asus Zenfone 2. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 16GB. Còn tên máy là Z00LD nha. Android cũng còn 6.1. Cây này bán 400.000 nha, 400.000 cây Asus Zenfone 2 nha. Cây Oppo F1 VK nha, hay gọi là Oppo F1W. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 16GB. Tên máy là Oppo F1W. RAM thì 3GB, bộ nhớ thì có 16GB. Android 5.1. Cây này bán 300.000 nha, 300.000. Asus Zenfone 5 nha, Asus Zenfone 5. Hôm nay cũng quên sạc mấy cây. Cây này bán 250.000 nha, Asus Zenfone 5. Android thì cũng có 400 mấy thôi nha, bán có 250 thôi. Cây Vivo Vivo i15 nha, Vivo i51e, Vivo i51e nha. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Android thì 7.1 nha. Cây này bán 450, 450 máy còn khá đẹp luôn, bán 450. Oppo F5 nha, RAM 4, bộ nhớ 32GB, cây này bán 700. Còn tên máy là Oppo F5 nha. Nó Oppo F5. RAM cây này RAM 3 nha. Để mà mai mình có cây RAM 4 nha, RAM 4 bộ nhớ 32GB thì bán 700.000 nha. Còn cây Samsung J1 mini nha, Samsung J1 mini. Cây này thì Android 5.1, phần mềm Android 5.1. cây này bán 200.000 nha, 200.000.
máy rất là nhỏ gọn luôn, bán còn rẻ hơn máy cùi bắp luôn. Cây Oppo Leo 9, cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB, Android 5.1, cây này bán 300.000 nha, 300.000 cây Oppo Leo 9 nhé, hay gọi Oppo A37 cũng được. Còn cây Samsung G531, cây này bán 200.000, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB, bán 200.000. Đó, tên máy là G531, Android 5.1. Chốt máy thì bà con nhớ ký mình đọc cái tên máy nha. Bên mình không có ghi số nhưng mà cũng có đọc tên máy rồi RAM, bộ nhớ từng con nha. Ngoại trừ những dòng Trung Quốc mình mới không có đọc bộ nhớ RAM, còn những cây mà nó có thương hiệu là mình đọc bộ nhớ RAM hết nha. Mới lại tên máy, ai chốt cây nào thì như chốt cây này thì đọc tên G531, Samsung G531, đó là mình biết nha. Chứ còn bảo cái khơi chốt cây Samsung này kia là mình không có biết nha. Mà chốt cây Samsung 200 mình không biết được, tại vì cây này cũng là 200, cũng Samsung mini 200, nhưng mà cây này cũng 200, cho nên là chốt nó cây nào thì mình đọc nhà tên máy thì mình mới dám ship hàng đi. Cây Samsung Z5 2016 nhá, cây này mấy hôm rồi không có sạc pin, này hết pin luôn. Z5 2016 nhá, cây này màn hình rất là đẹp luôn, Android thì 7.1. Cây này bán 450 nhá, 450 cây Z5 2016. Còn Oppo Leo 5 nha. Oppo Leo 5, cây này Oppo Leo 5 này RAM có 1GB nha, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB, cây này bán 200.000 nha. Còn tên máy là Oppo Leo 5, hay gọi là 1201 cũng được. Nhưng mà thường thường mình hay đọc cái tên máy á, thì bà con mua thì cần đọc tên máy nha. Nhiều khi đọc mấy cái thông số mình không có nhớ hết máy được nha. Thì cứ gọi Oppo Leo 5 bán 200.000. Còn Samsung Samsung Note 3, cái này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Phần mềm Android thì cũng có 4.4 nha. Cây này bán 350 nha, màn hình còn rất đẹp luôn. Đó, cây viết là có nha. Ai chốt thì hàng là mình bỏ cây viết vô nha. Cây viết thì vẫn sử dụng bình thường. Bán cây này 350. Samsung Note 3, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Đó, tên máy là Samsung Note 3 nè, Samsung Note 3 nè. iPhone 4 nha, iPhone 4, cây này iPhone 4 thường nha, cây này bán 200.000 nha. iPhone 4 thường bán giá nghe gọi 200.000, hết pin rồi, không quên không sạc hết pin. Cây cùi bắp V tu nha, cây cùi bắp V tu, cây này giá nghe gọi nha, 250, 250 cây cùi bắp V tu nha. Đâu, nó mắc hơn cả cái dòng cảm ứng luôn. Còn iPhone 5 nha, iPhone 5 thường màn hình đẹp ok nha. Cây này bán 400.000 nha, iPhone 5 thường bán 400. Cây này không có lao gì hết, mà RAM thì không có nha. Đừng có hỏi mình cây này RAM bao nhiêu, cái này mà nó không có RAM. Bộ nhớ thì có 16GB thôi, bán có 400.000 nha.
Còn iPhone 6 nha, iPhone 6 thường cây này thì bán có AirLoud nha, có AirLoud trong. Cây này bán 600 ngàn nha, iPhone 4 thường. Ê, iPhone 6 thường nha, bán 600. Samsung Z7 Prime nha. Samsung Z7 Prime, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 700 ngàn nha, 700 ngàn. Còn tên máy là Samsung Z7 Prime nha. Đó, tên máy là Samsung Z7 Prime, màn hình là đẹp ok nhé. Cái này chưa có dán đâu này, vẫn còn hở này. Này chốt thì mình dán vô cho nó kín. Samsung Z7 Pro nhé, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Samsung Z7 Pro đó. Nó Samsung Z7 Pro nhé, RAM 3, bộ nhớ 32GB, màn hình là đẹp nhé, để cấu hình nhìn rất là tếu luôn. Lát nữa mình reset cho nó ra hết luôn. Cây này bán 900 ngàn nhé, 900 ngàn cây Samsung Z7 Pro, màn hình đẹp luôn, vỏ cũng đẹp luôn, cây đó là vỏ zin luôn. Còn Samsung A70 nha, Samsung A70, cây này RAM 6, bộ nhớ 128GB. Đó, RAM 6 nha, bộ nhớ 128GB, còn tên máy là Samsung A70. Hơi bị là lít kính ở trên này nha. Cây này bị lít kính nha, mới lại có một nhược điểm nữa là nó bị mất sóng nha, sim nha. Bỏ sim vô nó có nhận sim mà nó không có sóng á. Nó bán giá là giá xài wifi thôi nha, bán 800 ngàn nha, 800 ngàn cây Samsung A70 nha. Cây đấy mà có sóng mình bán cũng 1 triệu mấy. Samsung Z8 nha, Samsung Z8, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB, cây này thì bán 800. Còn tên máy là Samsung Z8. Cây Mi 8 Lite nha. Mi 8 Lite, cây này RAM 4, bộ nhớ 64GB. Tên máy là Mi 8 Lite nha. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Cây này RAM 4, bộ nhớ 64GB. Cây này sườn 6 nha, bán 1 triệu nha. Còn Samsung Z4 cộng nha. Samsung Z4 cộng RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 600 ngàn. Còn Samsung Z3 Pro, cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Dây này sao xúc rồi. Cây này còn nghiêm chỉnh nha, chắc dây nó bị xúc ra hay bộ ứng dụng thì nó chạy đó. Ứng dụng để kiểu này hơi nó khó bấm nhé. Nên mình reset lại nhé. Cái này bán 500 ngàn nha, Samsung Z3 Pro nha, bán 500. Còn iPhone 6 Plus nha, iPhone 6 Plus. Cây này màn hình đẹp nha, màn hình đẹp, không có lao luôn. Cây này bán 800 ngàn nha, 800 ngàn nó like cái lúc này nha. Cái lúc này sửa rất là đơn giản nha, tại mình không lời sửa, mình để về mình bán luôn nha. Cái sửa rồi mất công mình lại nâng giá lên. Còn cây iPhone 6 LED nha, cây này màn hình 6 nha, màn hình 6, cây này thay màn hình cũng rất là đơn giản luôn.
đó, nhưng mà mình bán giá cái màn hình xấu nhé, bị hư cái lúc home. Cái này bán có 500 ngàn đấy nhá, 500 ngàn vỏ xấu, iPhone 6 lớp. Máy tính bảng nha, máy tính bảng cây này là Tab E nha, Samsung Tab E. Đó, Android của nó có 4.4 nha, bán 450 nha. Cây này bán 450 nha, còn cây Samsung Tab A thì bán 300 ngàn. Tab A 2016 nha. Tên máy là Samsung Tab A 2016. Bán 300 ngàn. Nó Tab A 2016 bán 300. Còn hai cây Tab 3 này thì bán có 200 ngàn cây nha. Hai cây Tab 3 bán 200 ngàn một cây. Tab 3 này là nó không có xài sim, bán có 200 ngàn thôi. Còn Samsung T858 nha. Tên máy là Tab A 2016 mà số máy là T858 585. Cây này bán 600 ngàn, bị lít ngang nha. Lít ngang này bán có 600 ngàn nha. Còn cây máy tính bảng bự chà bá nha. Cây này tên máy là T900, phiên bảng thì tiếng Anh, phiên bản thì tiếng Anh nha. Cái này bán có 1 triệu nha, 1 triệu. Tên máy là T900, Android có 5.1, phiên bản tiếng Anh bán 1 triệu. Màn hình rộng cỡ 10 inch nha. Cây Tab A101 ấy, Maxell Tab 101 nha, Maxell Tab 101. Cây này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB, Android 11 chấm. Nó RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Tab 101 nha, máy này là đẹp nguyên cây nha, bán 1 triệu mốt nha. Còn Tab 10 4G nha, Tab 10 4G. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 10, bộ nhớ 32GB. RAM 2, bộ nhớ 32GB, Android 10 chấm. Tên máy là Tab 10 Maxell Tab 10 4G nha. Cây này mặt kính sau rất là đẹp luôn, vỏ nhìn cũng rất là sang trọng. Cây này thì bán 1 triệu nha. Cây Tab 10 4G bán 1 triệu. Cây Tab A, cây Tab A này thì bán 600 ngàn nha. Tên máy là Tab A 8.1 2019. RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì nó bị lít ngang nha. Cây này RAM 2 nha, bộ nhớ 32GB nha. Cây này bán 600 ngàn nha. Còn ai muốn nhu cầu màn hình đẹp thì giá nó 1 triệu nha. Cây 3 mắt nha, cây 3 mắt. Nó cũng thuộc dòng Maxell. Maxell tên máy là S11 nha. Tên máy là Maxell S11. Cây này Android 10 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 800 ngàn, 800 ngàn cây Maxell S11. Cây Tab 10 Wi-Fi, Tab 10 Wi-Fi. Cây này thì RAM 2, bộ nhớ 32GB. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 800 ngàn nha. Android 11 chấm.
RAM 2, bộ nhớ 32GB Android 11 chấm, tên máy là Tab 10 Wi-Fi, cây này thì bán 800. Như thường là ai mua thì chốt cái kèm Viettel 50.000 shipper tới lời trừ ra. Còn ai chuyển khoảng 100.000 bao ship, ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy hoặc là máy ship tới có vấn đề gì báo lại mình hỗ trợ ship về khác, tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi chào bà con cô bác nha.